Liên quan đến vụ việc bệnh viện tim thành phố Hồ Chí Minh 9 tháng chưa trả lương cho nhân viên gây xôn xao dư luận, ngày 20 tháng 12 ông Bùi Minh Trạng, giám đốc viện tim thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa có văn bản báo cáo giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin này đã gây một sự bức xúc đối với lãnh đạo và nhân viên của đơn vị bởi không đúng với thực tế. Ông Trạng cũng phản bác thông tin những người tham gia chống dịch COVID-19 từ tháng 7 năm 2021 đến nay Ủy ban nhân dân quận 7 cũng chưa chi trả chế độ. Theo ông, trong thời gian phòng chống dịch, viện tim thành phố Hồ Chí Minh không được phân công ở địa bàn quận 7 nên không có chuyện Ủy ban nhân dân quận 7 chưa chi trả tiền chế độ. Sáng ngày 20 tháng 12, ông Tăng Chí Thượng giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nghe báo cáo vụ việc và khẳng định ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh cung cấp các thông tin liên quan nhằm có biện pháp dân đe, xử lý người tung thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.